Tôi 1303 A06 Hồ Nguyễn Công Huy. Xin chào MC Bùi Thị Kim Trinh là cầu nối của lớp học sáng nay. Cảm ơn huấn luyện viên Lê Thị Hà Linh đã cho lớp học rèn luyện 5 thói quen buổi sáng của người thành công. Buổi học thực tế và đầy kinh nghiệm từ sự trải nghiệm của chị giảng viên Phạm Thị Thanh Tâm. Hôm nay chị chia sẻ ưu điểm vàng của mô hình Vinhome. Một, không cần bán khách hàng nhưng tự mua, không cần tuyển đối tác tự gia nhập. Hai, Vinhome để chia sẻ và tự tin tưởng cao để phát triển gia tăng doanh số. Ba, tiết kiệm chi phí mặt bằng, chỉ cần nhà ở phòng trọ cũng có thể làm được và rất dễ dàng sao chép, dễ cho người khác thấy và hơi khó gây tính tò mò, dễ kết nối cộng đồng. Đó là mô hình độc quyền của tổ chức Win to Win. Em xin cảm ơn số nhà đồng sáng lập của tổ chức Win to Win. Chúc MC Bùi Thị Kim Trinh, chị huấn luyện viên Lê Thị Hà Linh, giáo viên, giảng viên Phạm Thị Thanh Tâm, lãnh đạo cấp cao của em là anh Đặng Văn Kiệt và người tuyến trên trực tiếp của em là anh Hồ Đức Vĩnh, xin gửi lời cảm ơn đến anh chị. Và em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị trợ giảng, nhất là anh chị trợ giảng trong đội 11. Chúc ngày anh chị ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn.